Ok, hello, chào mọi người đã quay lại với kênh thiết bị điều khiển. Thì hôm nay mình vừa lắp đặt xong một cái tủ và mình sẽ hướng dẫn mọi người cách để chúng ta cài đặt cái đồng hồ nhiệt độ Vox D11004, hai cổng ra. Mã 1004 thì sẽ có một cổng ra, còn đây là D1004 thì nó sẽ có hai cổng ra độc lập. Đó, mọi người có thấy là AO1 và AO2. Thì trên đây là màn hình hiển thị nhiệt độ của hiện tại của môi trường. Đó. Và đầu dò cảm biến. Đây. Đây là đầu dò cảm biến, đây là cầu dò, đầu dò cảm biến loại là diode. Đó, đây là loại diode. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình hướng dẫn mọi người cách để cài đặt nhiệt độ. Ví dụ như đây là nhiệt độ môi trường là 29 độ. Bây giờ mình sẽ bấm nút set. Nó sẽ chuyển qua là SE1, chúng ta sẽ cài nhiệt độ cho cổng số 1, chúng ta sẽ bấm tiếp vào. Nó hiện lúc đang chớp chớp này, chúng ta sẽ tăng hoặc giảm nhiệt độ môi trường. À, nhiệt độ chúng ta cài đặt để đến ngưỡng đây nó sẽ kích hoạt. Đây là cài nhiệt độ cổng số 1. Chúng ta sẽ bấm nút set tiếp, nó chuyển qua cài đặt nhiệt độ cổng số 2. Bây giờ chúng ta sẽ bấm nút set để nó chớp chớp và chúng ta tăng giảm nhiệt độ tùy nhu cầu của chúng ta. Chúng ta sẽ bấm tiếp tục nút set. Rồi, như vậy thì chúng ta sẽ chờ trong giây lát để nó chuyển về màn hình nhiệt độ môi trường. À, lúc đó chúng ta sẽ xong phần cài đặt. Bây giờ đó, như vậy là cài đặt đã xong rồi đó. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng quẹt để gia nhiệt lên. Đây là hai tải ngó ra, mọi người có thể nhìn biểu thị trên đèn. Mình sẽ sử dụng quẹt để mình gia nhiệt lên. Mọi người thấy nhiệt độ đang tăng. Nó sẽ tăng lên 34.5 độ và nó bật cái động cơ số 1. Và khi mà nó tăng lên 39.5 sẽ bật động cơ số 2. Đó, mọi người có thấy nó chặn bật động cơ số 1. Tiếp tục nó sẽ tiếp tục tăng nhiệt độ và nó nhiệt độ môi trường đang rất là cao. Nó sẽ tăng lên nhiệt độ môi trường đạt đến 39.5 độ, nó sẽ kích hoạt tiếp là quạt số 2 để giải nhiệt cho hệ thống. Đó, mọi người có thể thấy. Đó, ví dụ như hiện tại là nhiệt độ giảm xuống bằng cách là mình cho cái này vào ly nước. Thì nhiệt độ nó sẽ giảm xuống. Nó giảm xuống 39.5 độ thì sẽ quạt số 1 sẽ tắt đi. Đó. Tiếp tục nó sẽ giảm tiếp xuống nữa đến cái nhiệt độ là 34.5 thì nó tắt tiếp cái tải số 1 đi. Đây là bộ điều khiển hai cổng ra. Chúng ta sẽ có ứng dụng là có thể ứng dụng là điều khiển hai thiết bị độc lập quạt hoặc là bơm. Đó, hay là cài đặt nhiệt độ. Rồi, tiếp theo mình sẽ hướng dẫn mọi người cách để chúng ta truy cập vào các hàm năng cao của cái đồng hồ này. Chúng ta sẽ giữ nút set khoảng tầm 7 đến 10 giây. Rồi, nó sẽ chuyển vào TB1. Đây là hàm cài đặt cái mấy cái này thì chúng ta cũng không cần quan tâm. Đây, chúng ta sẽ tiếp tục vào. TB1 hình như TB1 là hình như cài là đặt nhiệt độ trễ. Chúng ta sẽ tiếp tục, chúng ta sẽ chuyển qua C. C là chế độ là làm mát hoặc là làm lạnh, làm nóng. Làm mát là C. Và chúng ta sẽ bấm chuyển qua chế độ H và làm nóng. DF1. Mấy cái này thì chúng ta cũng không cần quan tâm. DF1 là cái thời gian, cái thời gian trên giữa cái nhiệt độ, cái độ trên nhiệt độ. À, mình tiếp tục vào lại, mình sẽ hướng dẫn kỹ mọi người luôn các hàm. Rồi, TB1 là thời gian trễ để kích hoạt cổng ra số 1. Đó, C là chế độ làm lạnh hay là làm nóng. DF1 là khoảng trên nhiệt độ để kích hoạt tải. Đó, chúng ta sẽ tăng lên, ví dụ như nó trên so với nhiệt độ giờ cài đặt chúng ta 1 độ thì nó sẽ chạy. TB2
cũng tương tự là thời gian trễ để kích hoạt cổng số 2, chế độ làm nóng hay là làm mát. DF2 là chế độ cài đặt cái ngưỡng để kích hoạt tải, nó là độ chênh lệch giữa nhiệt độ cài đặt và nhiệt độ thực tế đó. Còn là COR đây là cân bằng nhiệt độ. Ví dụ như đồng hồ này nó đo là 20 độ C mà chúng ta sử dụng nhiệt kế chúng ta đo là 21 độ C, có nghĩa là cái đồng hồ này nó đo thấp hơn cái nhiệt kế của chúng ta là 1 độ C, thì chúng ta sẽ cài cái thông số COR là cái bù nhiệt đó, chúng ta sẽ cộng thêm 1 độ vào để cho nó bằng với cái nhiệt độ mà cái đồng hồ kế của chúng ta hiển thị đó. Đây chúng ta sẽ tăng hoặc giảm nhiệt độ lên, chúng ta sẽ tăng nhiệt độ hoặc giảm lên. Đây là nôm na các bạn có thể hiểu đây là chế độ bù nhiệt. Rồi như vậy là LOF đây là chế độ lắp chương trình chúng ta không sử dụng đó. Như vậy là xong các hàm của cái đồng hồ 1004 này, chúng ta sẽ chờ giây lát thì nó sẽ chuyển về cái màn hình nhiệt độ chúng ta là xong. Rồi, xong. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video.